chào các bạn, ngày hôm nay xin giới thiệu với các bạn một bộ sơ được thiết kế vào tháng 2 năm 2021 các bạn nhé. Amadan ở Đắk Lắk đặt hồ sơ thiết kế nhà đẹp Hake, thì Hake xin giới thiệu với các bạn một bộ sơ của ngôi nhà cấp 4 mái Thái có diện tích như sau. Chiều rộng của ngôi nhà là 9,5, còn chiều sâu của ngôi nhà là 15m các bạn nhé. Ngôi nhà có phòng khách, 3 phòng ngủ, phòng thờ, bếp ăn và phòng tắm. Các bạn sẽ thấy rất trực quan. Mỗi 2D sẽ có 3D. Mỗi 2D sẽ có 3D như thế này các bạn nhé. Rất trực quan. Các bạn hãy xem. Rất là chi tiết. Bộ sơ này thì gồm có phần kiến trúc, kết cấu và phần điện nước. Đấy, rất là chi tiết, đầy đủ, sắt thép, thống kê. Các bạn sẽ thấy. Này, giới thiệu các bạn bộ sơ nhà cấp 4 mái Thái rất là đẹp. Đây là khối cảnh phía bên ngoài của ngôi nhà các bạn nhé. Các bạn hãy nhìn kỹ, với diện tích là 9,5 và chiều sâu của ngôi nhà là 15m các bạn nhé. Ngôi nhà có 3 phòng ngủ. Nếu các bạn yêu thích bộ sơ này, muốn liên hệ với Hake mua lại bộ sơ thì hãy liên hệ ngay với Hake, hoặc bạn yêu thích một mẫu nhà nào trên mạng và muốn Hake thiết kế với giá là ưu đãi nhất thị trường thì hãy liên hệ qua số là 0901367734. Cảm ơn các bạn đã xem video ngày nay. Hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ bộ sơ tiếp theo.